Bé Úc GP xin chào tất cả các em. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 31 nha, 31 tháng 7, có nghĩa là cuối tháng 7 rồi đó. À, đây là danh sách nè, cũng khá là nhiều nha. Các em hãy cùng với chị chúng ta tìm xem đơn hàng nào là dễ thương nhất và đơn hàng nào là đơn hàng may mắn nhất nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm xem đơn hàng nào may mắn nha mấy em. Ấm mà la xì bộ. Đó, rất là một cái rất là ngẫu nhiên. Và chúng ta sẽ xem đơn hàng nào là đơn hàng may mắn. Xin chúc mừng đơn hàng Thanh Trúc đã trở thành đơn hàng may mắn của chúng ta ngày hôm nay. Yeah. Tiếp theo là các em ơi, các em đã đăng ký thành viên của kênh Bếp Chibi chưa? Hãy đăng ký thành viên kênh Bếp Chibi để tham gia mini game mỗi ngày một cách rất là đơn giản. Các em bấm đăng ký, click xem quảng cáo nha, và xem video của chị, hết video luôn, để xem chị ra câu hỏi gì thì các em sẽ trả lời câu hỏi đó. Nhớ nha, họ tên, địa chỉ, thông tin nữa ha. Đăng ký thành viên nè, bấm xem quảng cáo nè, rồi chúng ta là ghi thông tin, địa chỉ và trả lời câu hỏi. Rất là đơn giản đúng không? Còn cái phần mà công bố mini game dành cho các bạn thành viên của kênh á, thì trong video này chị sẽ để ở cuối video nha. Chị sẽ để ở cuối video. Các bạn nào mà có tham gia mini game của ngày 30 tháng 7 thì hãy chờ đến cuối video chị sẽ công bố ha. Còn bây giờ thì chúng ta vào phần chính kiểm tra đơn hàng để cho các bạn không có phải chờ đợi nha. Và những người mà người ta không có tham gia mini game á, thì người ta sẽ thích xem đồ chơi thì người ta xem trước. Còn ai thích xem phần mini game á, thì hãy cuối video nha, các em sẽ coi kết quả. Đơn hàng đầu tiên là của Nguyễn Thị Hằng Nga, 308.000. Gồm có anh Ken 50.000 đồng ha, anh Ken tóc thật nè. Anh Ken chơi thể thao bãi biển cho nên là không có dép nha mấy em. Tiếp đến là trứng lưới hạt nở 10.000. Tiểu thư, đó, tiểu thư dù ha, 47.000 đồng. Hai bé Whisky, một bé heo và một bé thơm, 18.000 đồng một bé. Gom thức ăn nè, đó, rất là ngon luôn. Bánh rồi các loại luôn. Bên đây thì cơm hộp 15.000 một vỉ. Giày ha, 17.000 một vỉ. Mắt đá 35.000. Phụ kiện 5.000 đồng một bịch. Chibi nam nè, đó, một chibi nam và hai chibi nam, mỗi chibi là 20.000. Lê Thị Thu Cúc ơi, đã đến đơn hàng của em 225.000. Đầu tiên sẽ là bốn cái giá đỡ nha, mỗi cái là 10.000. Rồi đến mắt Malo Vani, dâu, mỗi bịch 16.000. Bộ áo dài xanh, đó, và cái quần màu hồng nhạt, rất là đẹp, 40.000 đồng. Đồ học sinh nè mấy em, một bộ, hai bộ, 3 bộ, mỗi bộ 25.000. Cái laptop thì 5.000. Tiếp theo là Nguyễn Lý Thanh Ngọc, đơn hàng 128.000. Đó chính là pony người ha, hay còn gọi là pony lấp lánh màu tím hồng nè. Rất là dễ thương luôn, bộ này 90.000 đồng. Nè các em dành kỹ nha, rất là dễ thương luôn, 95.000 ha. Rồi đến đơn hàng của anh Lộc, 209.000. Gồm có là cuốn sổ tay mini nè, hình của Papi và Doraemon, rất là dễ thương, 6.000 đồng. Giá đỡ này mấy em, 4 cái, mỗi cái là 10.000. Đồ kiểu nha, áo cánh sen ha. Rồi cái quần này 35.000. Đồ học sinh 25.000. Laptop 5.000. Tủ năm học này mấy em 45.000. Cái ba lô Mickey rất là dễ thương ha. Ba lô này là 15.000 luôn á. Và cái slime này thì 5.000. Và bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Thị Nhung, 113.000. Ta-da! Đầu tiên sẽ là hai cái slime. Wow, 4 lon nước ngọt luôn nha. Hai cái xanh lá, một cái hồng và một cái xanh dương, 5.000 đồng. Kẹo hamburger 2.000 đồng một viên. Wow, một bầy hải sản luôn nha. Có 4 em sao biển nè, một em rùa và một em cá, mỗi em là 5.000. Câu cá đi. Câu rùa đi. Và đây là cây bút chì móc khóa nha, 5.000. Malo dâu 16.000. Rồi đến đơn hàng của chị Yến, 210.000 đồng. Thì đơn hàng của chị Yến là đơn hàng có 10 chai Slumbeer nha. Mỗi chai như vậy là 18.000. Ở đây là có 3 màu vàng nè mấy em. Rồi 3 màu xanh ha. 3 màu xanh. Đây. Rất là đẹp, rất là nhiều luôn. Rồi đến màu tím và 2 cái màu hồng. Đó.
Mình sẽ chùm lại đi cho nó rộng chỗ chút xíu. Wow, rất là nhiều luôn, rất là đẹp luôn nha. Như vậy thì chị mới có 9 chai thôi mà chị ngập tới 10 chai. Và ở đây là có cái slam slam người tuyết nha. Slam người tuyết thì bên shop bình thường bán là 20, nhưng mà do là hết cái slam này rồi thì chị lấy cái slam người tuyết bỏ vô thì vẫn tính giá là 18.000 nha. Cái slam người tuyết tuy nó lùn nhưng mà cái phần ở phía dưới nè thì nó sẽ to hơn là cái slam chai bia ha. Đó, coi như là 10 cái nha. Cái này 20 vẫn tính 18.000. Rất mong là chị sẽ thông cảm nha. Tiếp theo là bé Phương Linh, đơn hàng 397.000. Đầu tiên sẽ là vỉ phụ kiện mới 100.000 đồng. Đây các em xem nè, có rất là nhiều cái phụ kiện luôn ha. Rất là đẹp luôn. Quá sao đẹp luôn ấy chứ nha. Wow, đầy đủ hết các kiểu luôn, 100.000 và còn có hình dáng nữa nè. Ta-ra! Còn đây thì là vỉ phụ kiện 80.000 nha. Đây cũng rất là nhiều đồ luôn, các em xem nè, 80.000 ha. Rồi đến là vỉ giày 100.000 đồng. Đây, giày thể thao. Wow, đôi giày này rất là đẹp luôn, giày giọt nước các kiểu nha. Đây các em xem, có nhiều kiểu lắm luôn á, 100.000 đồng. Rồi đến là hai bịch marshmallow dâu và vani, 16.000 một bịch. Mochi voi, mochi heo và một bạn heo nữa nè. Hai bạn heo khác nhau nha, bạn heo vàng, rồi bạn heo màu xanh nè, và bạn voi. Đó, mỗi mochi như vậy là 16.000. 15 nha. Tiếp theo là Đặng Thảo Ngọc, đơn hàng 76.000. Có 5 bịch kẹo nổ nè. Đó, 1 mùi, 2 mùi và 3 mùi nha. Đó, rất là ngon luôn. Mỗi cái như vậy thì là 3.000 đồng thôi. Hamburger 2.000 đồng một viên. Orat 5.000, tuyết 10.000, ly chai 5.000 và tô mì. Ê, và cái ly mì này là 5.000. Và bây giờ là Nguyễn Thị Lệ Nhâm, đơn hàng 70.000, là 5.000 đồng. Tú Phụng ơi, đã đến đơn hàng của em 320.000. Và đầu tiên thì bạn này đặt tới là 24 bịch cơm lần nha mấy em. Chúng ta cùng đếm nè, 1, 2, 3 cơm kẹo nha, 5, 6 cơm tròn, 9, 10 cơm sao, 11, 12 cơm hoa, 13, 14 trái cây, 15, 16 hoa lá, 17, 18, 19, 20 chuột Mickey, 21, 22 là tuyết. Ủa chị đếm tầm bậy không ta? 1, thì đếm một lèo luôn để nha. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nè, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, đủ rồi nha. Thì ở đây là có 3 kẹo ha, 2 chấm bi, 2 sao, 2 hoa, 2 trái cây, rồi hoa lá nữa nè. Chuột Mickey thì 4 nha, tuyết thì 2, hoa này thì 2, nơ thì là 3. Wow, rất là nhiều luôn. Mỗi một bịch như vậy thì là 5.000 ha, đủ kiểu luôn. Có 5 bịch Borat nha, mỗi bịch như vậy là 5.000 đồng. Sau đó thì là pom pom, 5.000 đồng 10 viên, 12 gram nha mấy em. Chúng ta cùng đếm thử coi đúng không. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đúng rồi, 12 gram nha. Mỗi gram như vậy thì là 5.000 đồng. Đó, rất là đẹp. 4 chai hương nha, mỗi chai 10.000. Rồi hương nhỏ nè, 6 chai, mỗi chai 5.000. Rồi đến là đơn hàng của Mai Thúy An, 166.000. Bộ kit làm slam là 50.000. Marshmallow 16. Bộ bếp nhôm nè, 60.000 ha. Và nến nè mấy em, 2.000 đồng một cây. Và tiếp theo bé Trương Nhã Kỳ ơi, Trương Nhã Kỳ, một khách hàng quen thuộc, đơn hàng 243.000. Đơn hàng của em đã đến nha Nhã Kỳ nha. Đầu tiên sẽ là cái áo thủy thủ mặt trăng nè ha. Ở đây là cái phần túi nè, cái phần túi thì nó sẽ có cái mặt cười nè nha em. Ở phía sau nè ha, thì nó sẽ có nè, bên đây là có một cái dây nè. Ở bên đây cũng có một cái dây ha.
dây đó em về em thắt lại giùm chị nha. Ở đây thắt thành cái nơ phía trước 50.000 đồng. Rồi đến là cái quần dây gút ha, chị chọn cho em là cái màu trắng sọc đen nè, nó sẽ hợp với lại cái áo nha. Đây, dây gút nè, dây gút ở phía trên nè ha, có phần con đẻ rồi nữa, rất là đẹp. Cái quần này thì là 50.000 nha. Rồi đến là kệ giày, đây kệ giày 38.000, tủ 5 hộp 45.000 đồng, laptop 5.000 đồng một cái, phụ kiện mới nè 5.000 đồng một bịch, đây rất là đẹp. Và bây giờ Dương Thị Ngọc Hoa ơi, đơn hàng 319.000 của em đây là do đầu tiên là cái cặp nơ đỏ nha mấy em. Đây cặp nơ đỏ nè, có 3 ngăn ha, 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, ngăn cũng to nữa, đựng được rất là nhiều đồ nha, 160.000 đồng. Rồi đến là một cây viết chì bút khóa nè, viết chì móc khóa 5.000. Tiếp theo thì là cây viết hoa 5.000 nha. Đây cây viết hoa tulip, ấy lộn, hoa hồng môn đó, hoa hồng môn rất là đẹp, 5.000. Viết dạ quang nè mấy em, đây viết dạ quang một hộp, như vậy là 4 cây, mỗi cây 7.000. Rồi đến là cái cơm ba, cái cơm ba hình cô gái dễ thương này nha, màu xanh là nè, công chúa này, búp bê rất là đẹp luôn. Cơm ba này là 18.000. Rồi đến whisky 70.000 đồng, đó một ly cà phê, ly cà phê hồng rất là dễ thương luôn nha. Và đơn hàng bé ốc nha, 185.000, gồm có là bé CND nè, váy cam, váy hồng cam đó, đó màu hồng thì chắc hết rồi mà còn váy hồng cam cũng đẹp nha, khuôn mặt rất là dễ thương luôn, các em xem nè, rất là đẹp ha, hiền diệu, 130.000 nha. Đó 130.000 thì cái GND này không có khớp cổ chân thì là 130. Và một cái ba lô 15.000. Tiếp theo bé Tâm Mỹ Nhung đơn hàng 202.000, gồm có hai tiểu thư 47.000 nha. Đây là tiểu thư thứ nhất là tóc vàng, tiểu thư thứ hai thì là tóc nâu ha, váy cam, ấy lộn, dù cam, bên đây thì dù trắng, mỗi bé 47.000. Cặp táp nè, đó cặp táp thì 9.000 đồng một cái nha. Sườn 60.000 đồng, và cái này hình như là bị lỗi nè, bị lỗi cho nên người ta may lại nè, và chị đổi lại cho em nha, chị đổi lại cho em cái khác nè, thấy không. Và bây giờ là Võ Thị Ngọc Hiếu đơn hàng 343.000, đó là bộ bếp nhôm 60.000 đồng, vỉ phụ kiện ha, vỉ phụ kiện nè 80.000, đầy đủ hết các loại luôn, rất là đẹp. Rồi đến là đèn tiên cá tóc đỏ nè, đó búp bê này 150.000, rất là đẹp ha, có gương rồi luôn, đây có đuôi rồi nè ha, và bữa nay cái chân người ta xếp cho búp bê nằm xéo như thế này đó, rất là đẹp luôn, nằm rất là ẻo lả luôn nha, 150.000 đồng đó mấy em. Nhìn tiên cá rất là xinh nha. Mái tóc đỏ thì bồng bềnh. Còn đây thì là cái váy 20.000 nè, váy kiểu á. Đây, Nguyễn Lê Nhã Phương ơi, đơn hàng 108.000 của em đây. Đây nha, gồm có là 3 bịch tuyết nè. Rồi đến là cốm thì cũng có cốm trái cây là 3 bịch luôn. Và một bịch nơ, tổng cộng là 7 bịch. Mỗi bịch 5.000 ha. Hamburger 2.000 đồng một viên, hồ 10.000 đồng một bịch, borat 5.000, tuyết 10.000, keo sữa là 15. Tiếp theo là đơn hàng của bé Huỳnh Mỹ Diệu Hiền 137.000, có 3 cái giá đỡ mỗi cái là 10.000, 3 bịch phụ kiện mới nè, mỗi bịch như vậy thì là 5.000 đồng, thêm một cái bịch phụ kiện cũ nữa nha, đây thêm bịch phụ kiện cũ nữa là mỗi bịch đều 5.000 hết ha. Rồi đến là bộ đồ ngủ cho búp bê 20.000, trứng lười gà Daitama 20.000 đồng, hai cái laptop nha, mỗi cái là 5.000, hai bịch tiền 2.000 một bịch. Và bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Thấm 210.000 đồng. Đầu tiên sẽ là 3 cái móc khóa nước ép, 3 móc khóa ly mì, mỗi cái 5.000 đồng nha. Rồi đến là hộp nhẫn nè, 140.000 đồng, các kiểu luôn ha, rất là đẹp, trứng lưới 10.000 đồng. Và bây giờ là đơn hàng của Mỹ Trân 255.000. Đầu tiên sẽ là 6 cái bịch giày nè, 6 bịch giày nè, 2, 4 và 6 nha. Mỗi bịch 5.000, sau đó bạn đã đặt thêm là 2 bịch giày thể thao nữa, cũng 5.000 luôn. Và bạn đã có đặt là 6 bịch phụ kiện. Đây. Gồm có 3 bịch phụ kiện mới ha, có vương miện rồi các kiểu. Rồi tới là phụ kiện này.
nha. Có micro rồi nè, mỗi bịch là 5.000. Sau đó bạn đó đặt thêm là một cái phụ kiện có tai nghe và hai phụ kiện có túi xách, mỗi bịch là 5.000 luôn. Giá đỡ là 4 cái nha. Đây, mỗi cái là 5.000. Tiếp theo là ba lô xanh lá nè, ba lô vàng và ba lô hồng nha. Mỗi cái là 15.000 đồng. Rất là đẹp. Hai chiếc nhẫn nè, Hello Kitty và cái bông hoa này 5.000 đồng một cái. Laptop cũng 5.000 đồng một cái. Mắt đá ha, tóc đen hồng nè, váy bạc 35.000 một em. Còn bây giờ là Lê Nguyễn Long Kiên đơn hàng 181.000, gồm có là 3 bịch phụ kiện nè, đó, mỗi bịch như vậy thì là 5.000. Phụ kiện móng tay ha, 7.000 đồng một cái. Marshmallow Vani 2 bịch, dâu 2 bịch, tổng là 4 bịch, mỗi bịch 16.000. Và đến là hộp Hello Kitty trang sức hạt. Đây, các em xem nha, rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp luôn ha. Thấy không? Mỗi một hộp như vậy thì là 41.000, đầy đủ hết các kiểu luôn á. Nha, chúng ta sẽ sâu được rất là nhiều kiểu nè, sâu biển rồi tùm lum hết luôn, rất là đẹp. Và bây giờ là Trần Thị Hiếu đơn hàng 374.000, có tủ hồng nè, gồm có những cái tủ nhỏ, tủ treo đồ có móc ha, và bàn trang điểm 62.000. Tiếp theo thì là tủ bếp chuột Mickey 2 ngăn là 195.000. Các em xem nè. Đó, ở đây ha, có tủ nè, rồi có đồ hút khói, hút khử mùi nè, bếp ga và có nồi đồ ha. Ở phía dưới là một cái lò nướng nha, lò nướng nè. Bên đây thì là tủ lạnh, ở phía dưới cũng có chỗ để. Ở phía trên đây ha, rồi đá rồi nữa, y thiệt luôn. Trên đây vẫn có một cái tủ nữa. Rất là đẹp luôn, 195.000. Có chuột mini và Mickey. Tủ lạnh nè, đây. Tủ lạnh 4 ngăn ha, 15.000 đồng. Cặp táp 9.000, ba lô 15.000. Giày thì 5.000 ha, phụ kiện nè 5.000, phụ kiện mới cũng là 5.000 đồng. Và anh kem, đây anh kem 30.000. Còn đây là đơn hàng của Nguyễn Hoàng Dương 120.000 đồng. Có hai bịch marshmallow dâu và vani, mỗi bịch là 16.000. Kẹo hamburger 2.000 đồng một viên. Rồi đến là kẹo nổ nè mấy em. Đây kẹo nổ ha, kẹo nổ thì 3.000 một bịch, ăn rất là ngon. Đất sét nè, mỗi bịch 5.000. Kẹo honey 5.000 đồng một bịch nha. Tiếp theo Vũ Huỳnh Phương Uyên ơi đã đến đơn hàng của em 536.000. Ta ra, đầu tiên là cả một cái gia, cái phòng giống như là phòng thay đồ vậy mấy em. Có ba cái bộ tủ hồng luôn nha, rất là đẹp. Mỗi bộ như vậy thì là 62.000. Có bàn trang điểm nè, Mickey, Doraemon và Pokemon. Đó, và tủ treo đồ này rất là dễ thương luôn nha. Sau đó là ba cái laptop, mỗi cái 5.000. Giường cho búp bê này mấy em, mỗi cái như vậy là 60.000 đồng ha. Ở đây thì là có 3 cái giường. Anh kem, đây. Anh kem là 30.000 đồng nè. Rồi đến là anh kem này thì là 45.000 nè. Ha. Và thêm một anh kem nữa. Đây, anh kem tóc thật. Ủa, mặc đồ rất là sành điệu luôn nha. Chơi bãi biển, không có mang giày. 50.000. Tiếp theo là Huỳnh Mai Phương, đơn hàng 158.000. Gồm có là bộ kit làm slam 50.000 đồng. Rồi cốm nè ha. Cốm tim là tim hoa nè. Rồi đến là trái cây nè, cốm bi tròn nè, và cốm hoa này nha. Mỗi loại như vậy thì là 5.000 đồng. Kim tuyến 5.000 đồng một hũ. Rồi tới là búp bê, búp bê mà thay tóc nè, rất là đẹp luôn, 50.000 đồng. Trần Thị Minh Hà đơn hàng 197.000. Rồi đến là ba slam trái cây nha. Đầu tiên là ba slam trái cây, mỗi cái là 5.000. Tủ hồng ha, 62.000 đồng. Đây, có bàn trang điểm rồi luôn. Ghế này mấy em 5.000 đồng một cái ha. Đồ học sinh 25.000 đồng. Đồ kiểu vạt xéo nè 35.000 đồng. Rồi đến đồ ngủ là 20.000. Còn bây giờ là đơn hàng của mẹ Liên 197.000. Đầu tiên sẽ là hai móng tay nha, mỗi cái là 7.000 đồng. Rồi tuyết này mấy em 10.000 đồng một bịch nè nha. Rồi tới cái trang cầu vòng nè ha, 5.000 đồng. Quýt si đào nè mấy em 18.000 đồng nha.
kẹo nổ nè. Đó, chị lấy cho em là những vị khác nhau luôn đó, ba vị nha. Bây giờ shop còn ba vị nè, mỗi vị như vậy là ăn rất là ngon. 3.000 đồng một bịch. Trứng lưới 10.000 đồng nha. Tiền nè, 2.000 đồng một bịch, chơi rất là vui luôn. Cốm nè ha, cốm hoa, tre lá và cốm trái cây, mỗi bịch như vậy thì là 5.000 đồng. Nó tim á nha, hết tim rồi thì chị lấy cho em là cái này nó cũng có tim nè và hoa đó. Hồ nè, 10.000 một bịch. Hũ lớn 6.000 đồng một hũ. Rồi đến là cát nha. Cát á là chị có màu đỏ và màu hồng, màu tím chị hết rồi, hy vọng là em sẽ thích nha. 10.000 một bịch. Bơm bơm 5.000 đồng một bịch là có 10 viên á. Mùi hương nè, mùi dứa và mùi dâu. Ê, mùi dứa và mùi dâu đúng rồi. 5.000 đồng một mùi nha. Và tiếp theo là Phạm Nguyễn Tuyết Phương, đơn hàng 91.000. Gồm có búp bê mắt đá nè, 35.000 đồng. Tiếp theo thì đáng lý phải là quýt si đào, nhưng quýt si đào hết rồi, chị lấy cho em là quả táo nha. Đây, quả táo cũng rất là đẹp, 18.000. Và một phụ kiện vòng cổ 5.000 đồng. Và bây giờ Nguyễn Xuân Ngọc Anh ơi, đơn hàng 196.000 của em đây. Gồm có là chai kem cạo râu nè, 44.000 đồng ha. Keo sữa 15.000 đồng một hũ. Borat 5.000 đồng một bịch. Shamboni và kẹo mút ha, 5.000 đồng một cái. Mùi nè mấy em, 5.000 đồng một chai. Màu ha thì 2.000 đồng một chai. Xốp nè, xốp ha, 9.000 một bịch. Cốm trái cây và cốm kẹo nè, 5.000 một bịch luôn á mấy em. Và đến cái hũ, đây, cái hũ này 6.000 một lớp. Lan Anh ơi, đơn hàng 72.000. Keo sữa nha, 15.000 đồng một bịch. Borat thì là 5.000. Màu vàng 2.000 và hương dâu là 5.000. Tiếp theo là đơn hàng Thanh Trúc 136.000. Yeah, là đơn hàng may mắn của chúng ta ngày hôm nay nè mấy em. Đó, và đây là ba hũ tiết, chị xin chúc mừng đơn hàng Thanh Trúc nha. Yeah. Và đây là hai bịch marshmallow vani, một bịch dâu, mỗi bịch như vậy thì là 16.000. Yeah. Kẹo hamburger nha, 2.000 đồng một viên, ăn rất là ngon luôn. Rồi ha, tiếp theo thì bạn này nhận đặt là 5 cái cham cầu vồng, 2 cham kẹo mút, 1 cham kẹo xoắn và 1 cái pony. Đó, rất là dễ thương luôn, tất cả đều 5.000 một cái. À, nhưng mà do đó là bạn này đặt là 2 pony nhưng mà hết pony rồi thì chị lấy cho em chỉ có 1 cái pony và 1 cái kẹo xoắn cây này nha. Hy vọng rằng là em sẽ thích nó, mỗi cái là 5.000 đồng đó, rất là dễ thương. Và các bạn thành viên của kênh ơi, sẵn đây đơn hàng may mắn Thanh Trúc thì chị cũng muốn tạo sự may mắn cho các bạn thành viên của kênh Bé Úc TV. À, các bạn đã đăng ký thành viên của kênh Bé Úc TV và đã lướt xem quảng cáo chưa? Hãy đăng ký thành viên, hãy lướt xem quảng cáo. Và bây giờ là chuẩn bị họ tên, địa chỉ, số điện thoại sẵn sàng nha, để tham gia mini game. Vì câu hỏi lần này ai trả lời sớm nhất thì người đó sẽ chiến thắng nha. Ai trả lời sớm nhất thì người đó sẽ chiến thắng. Và câu hỏi sẽ là trong đơn hàng, trong video ngày hôm nay thì đơn hàng nào có nhiều slam nhất nha. Trong đơn hàng này thì đơn hàng nào có nhiều slam nhất, xuất hiện ở phút thứ bao nhiêu. Chúc các em may mắn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đơn hàng cuối cùng. Nguyễn Kim Quyên, 354.000 đồng. Và đầu tiên sẽ là hai búp bê mắt đá nha, mỗi bé là 35.000. Tóc nâu tím nè, tóc vàng hồng ha, rất là xinh. Tủ hồng 62.000 nè, có bàn trang điểm, hộp kéo và tủ treo đồ có móc luôn nha. Ba bịch móc, mỗi bịch 3.000. Hai bịch giày, mỗi bịch 5.000. Tiếp theo thì là 8 bịch phụ kiện mới luôn nha mấy em. Đây, 8 bịch phụ kiện mới nè, mỗi bịch như vậy thì là 5.000 ha. Đầy đủ hết các kiểu luôn, rất là đẹp nha. Hai giá đỡ này mấy em, mỗi cái 10.000. Váy chữ A nè, 6.000 cho búp bê. Whisky mặt cười 25.000. Sau cùng là tiếp theo là 4 cái whisky 18.000 ha. Có whisky heo nè, whisky thơm nè, whisky bánh nè và whisky gấu nha. Mỗi cái là 18.000, rất là dễ thương đúng không nè các em. Đây, mỗi cái 18.000, rất là dễ thương. Ngoài ra thì còn có váy 16.000 nè. Đây, váy 16.000 ha, váy đỏ. Rồi đến là váy trắng chấm bi nè, mỗi cái 16.000. Và cuối cùng là 5 chùm kẽm kim tuyến nha. Ở đây bạn này đặt là 5 chùm cho nên là chị lấy cái loại chùm mà chùm theo màu á. Nè, một chùm như vậy thì cũng có 5 cây, nhưng mà một chùm màu vàng nè ha, một chùm màu xanh nè,
chùm màu hồng nè, chùm màu nâu nè, và chùm màu xanh lá. Xem như là cũng đầy đủ hết các cái màu á mấy em ha, rất là đẹp luôn và dùng được rất là nhiều việc. Và như vậy là chúng ta vừa hoàn thành phần kiểm tra đơn hàng của ngày 31 tây tháng 7 nha. Sau đây thì chị sẽ công bố kết quả mini game của ngày 30 tây tháng 7. Nãy giờ các bạn chắc là đang trông chờ rất là nhiều luôn đúng không? Nhưng mà việc trông chờ đó là không sao hết, bởi vì các em vừa có thể tham gia mini game nha. Các em cứ tham gia mini game, còn ai thắng hay thua gì thì đã có kết quả sẵn rồi nha. Bây giờ thì chị sẽ công bố kết quả. Ta-da! Và chị đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để lọc ra được bao nhiêu đây danh sách ha. Chị đã chọn được tất cả là bao nhiêu đây các danh sách đó, các em thấy không? Các em có thể đọc và đánh giá xem. Bữa nay là hình như câu hỏi hơi dễ á. Chị thấy là nhiều bạn trả lời rất là ok luôn. Và sau khi chị đã góp ý ở cái video trước, kỳ này là chị thấy các bạn đó đã không còn chỉnh sửa bình luận nè, và có đầy đủ thông tin hơn, kiểu như là bấm xem quảng cáo cũng đầy đủ hơn đó. Cho nên là quá trời danh sách luôn. Và chị đã quyết định là chị sẽ đọc hết tất cả luôn, cho nên chị phải để ở cuối cùng nha. Chị sẽ để ở cuối cùng, chứ không thôi đầu vô mà đọc hết nhiêu đây là những người khác chắc người ta không xem video của chị nữa luôn, bởi vì vô toàn thấy là công bố kết quả mini game không đó. Rồi bây giờ thì chị sẽ đọc nha, các bạn chú ý nghe danh sách, và sau khi đọc xong thì chị sẽ dò lại và bốc thăm xem coi là thành viên nào của kênh là may mắn nha. Còn video ngày hôm nay thì chị đã ra câu hỏi rồi đó, các em nhớ xem và làm theo hướng dẫn nha. Đăng ký thành viên nè, bấm xem quảng cáo nè, rồi ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, trả lời câu hỏi. Và những bạn nào có duyên với video ha và trả lời sớm thì bạn đó sẽ là người chiến thắng nha. Còn bây giờ thì xin chúc mừng người chiến thắng của video ngày 30 tháng 7. Ít nhất là những bạn này đã lọt vào vòng 2, vòng bốc thăm ha. Có những bạn thì trả lời nhưng mà cái câu ca dao tục ngữ nhưng mà nó hơi bị sai một chút xíu đó, thì chị có góp ý, mong rằng là các em đừng có giận chị nha. Đó chỉ là những cái góp ý để sau này các em tham gia mini game tốt hơn và các em hiểu hơn về cái cách mà để chị chọn người chiến thắng. Thật ra là chị đã phải dành cả tuổi thanh xuân luôn đó, tức là chị ngồi một ngày mà 3-4 tiếng đồng hồ chị không làm việc gì hết luôn, các em tin không? Mất thời gian của chị để mà tìm ra cái người chiến thắng như vậy á, chị không mệt nhưng chị mong là các em vui nha. Còn nếu như mà không vui nữa mà vẫn còn mà không thích này không thích kia thì chắc là chị sẽ không cố gắng làm win mini game nữa quá nha. Hy vọng rằng là các em sẽ thích vì cái sự cố gắng này của chị, 4 tiếng một ngày dành ra để tìm người trúng mini game đó. Nhưng không sao đâu nha, chị vẫn cảm thấy vui vì điều đó. Đây ha, những người lọt vào lòng vòng bắt thăm nè mấy em: Xuân Cúc, Nguyễn Thị nè, Thúy Phạm, Lê Quyên, BTS, Blackpink, tình dân hay gì á, Tuyền Lai nè, rồi Liên Nguyễn nè, Hoàng Huy Linh Channel nè, Như Quỳnh thì hình như là bị trả lời sai, chị thấy mấy bạn đó có góp ý dưới cho nên chị gạch tên ra nha, rồi Liên Nguyên, Tên Hồ, Ngọc Chibi, Trang Thùy, Loan Lu, Wixi Bé Nhỏ, Spam, Wasabi, Yên Hai, Ngọc Ruby. Chị đọc theo đúng ở đây nha, chứ chị không dám thêm dấu vì chị không biết là đúng hay sai. Rồi Lương Diệp, đó, Đặng Trâm Channel, Naui Slame, Thùy Nguyễn Channel, Vi Nguyễn nè, Red Heart Channel nè, Dâu ST Kid nè, Tú Nguyễn nè, Thanh Hải Lê, Nhung Phạm. Đó là những bạn này là lọt vào phòng vòng bốc thăm. Bên đây lại tiếp tục là những bạn lọt vào vòng bốc thăm. Đó, bạn nào cũng trả lời đúng hết. Tại vì ca dao tục ngữ thì dễ mà đúng không? Chỉ cần bạn nào thuộc và ghi rõ ràng đầy đủ là đã đúng cái thể lệ rồi. Tiếp theo thì là Ngọc Nguyễn nè, Đức Hoàng nha, Mỹ Hòa Shop thì cũng bị sai một chút xíu nha. Rồi Tuyền Phương Linh, Anh Mel. Đó, lâu lâu thì chị cũng có dịp đọc tên của các bạn thành viên yêu dấu của kênh ha, chị cảm thấy cũng rất là vui. Dương Phạm, Vi Trần, Mỹ Đinh Thị Hoài, Khu Vườn Vui Nhộn, Thùy My, Pony TV, Army Cookie,
BTS, Mỹ Tiên Huỳnh Channel, Văn Hưng Ngô, Puni Channel, Hương Đào Thị Thu ha, rồi Lum Slammy thì cũng bị sai cái gì đó nha, có mấy bạn góp ý đó. Anime Diệp đó, Hưng DIY đó, DI y dạy ngắn ha, còn mà đọc tiếng Anh thì là DIY đúng không em? Mỹ và Thùy, Slam Jenny, Nhật Nguyễn, Nguyễn Thị Hằng, Thanh Lê, Quỳnh Nguyễn Thị Thu Quỳnh, BB7, Diamond Slammy, Thu Hoài Channel, Kẹo Múc Slam, Liên Nguyễn. Đó. Và đây là những cái tên mà đã lọt vào vòng 2 nha. Xin chúc mừng các em lần thứ nhất. À, và trong cuộc chơi thì phải có người thắng, người thua. Và đây là cái trò chơi may mắn mà đúng không? Chị hy vọng rằng nếu không trúng thì các em cũng sẽ không có buồn mà hãy cố lên, cố lên, cố lên. Giống như là trong bình luận chị thấy có rất là nhiều bạn yêu thích cái câu có cân mài sắt có ngày nên kim. Thọ, cả nhà Béo Chibi, các bạn đã hiểu được cái ý đồ của chị rồi đó nha. Có cân mài sắt có ngày nên kim. Và chị thấy có nhiều bạn rất là thích giống nhau luôn á, chị cảm thấy rất là vui. Còn bây giờ thì không chần chờ nữa nha, mình sẽ bốc thăm. Yeah, và đây chị đã xếp nhỏ lại hết rồi nha. Bây giờ chị sẽ chuẩn bị bốc thăm. Các bạn nào mà đã đăng ký tham gia mini game ngày hôm qua thì các em hãy cầu nguyện nha. Và hãy hãy làm mọi thứ để mình có thể chiến thắng. Nếu như em nào có hoàn cảnh thật sự mà đáng thương thì hãy có thể khấn Nam Mô Di Đà Phật, khấn những người linh thiêng hãy phù hộ cho em trúng mini game ngày hôm nay. Con cũng cầu xin trời Phật ha chứng minh. Đó. Xem coi bạn nào sẽ là người xứng đáng thì hãy chọn ra giùm con. 1, 2, 3. Sở dĩ chị lắc như vậy là chị muốn cho nó công bằng á, nếu không chị bóc như vậy thì các em nói là chị sẽ chọn bông thăm này thăm kia, cho nên là chị lắc cho nó hên xui luôn. Hên xui, wow. Rớt ra luôn rồi nè, nhanh ghê á. Và bây giờ rất là hồi hộp. Xin chúc mừng Thu Hoài Channel. Đó, Thu Hoài Channel đã trở thành thành viên may mắn của video ngày hôm qua. Yeah, xin chúc mừng em. Và đây ha là 3 phần ha, Jam, Borat và Tuyết, chị xin gửi tặng cho Thu Hoài Channel nha. Chúc mừng em. Còn những bạn khác thì chưa may mắn bằng, các em hãy cố lên nha. Video của chị thì đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở video sau. Hãy nhớ đăng ký thành viên Bé Úc TV, tham gia mini game mỗi ngày nha. Lít xem quảng cáo nữa nha. Bye bye.